thân mến, từ khóa Corona hiện đang nhận được sự chú ý lớn của người dân trong và ngoài nước. Đây là bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ với mức độ khẩn cấp toàn cầu và lây truyền từ người sang người. Người dân được khuyến cáo nên tránh xuất hiện ở những nơi công cộng đông người để tránh lây nhiễm. Tuy nhiên, vì tính chất công việc hoặc là học tập, không phải ai cũng có thể ở trong nhà được. Vậy thì khi ra ngoài, chúng ta cần phải làm gì để phòng tránh dịch bệnh này? Hãy theo dõi 5 câu hỏi ngày hôm nay để biết cách phòng tránh cho bản thân mình nhé! Câu hỏi đầu tiên, đeo khẩu trang như thế nào là đúng cách? A. Là đeo mọi lúc mọi nơi. B. Chỉ cần đeo khi ra ngoài mà thôi. Các bạn đã đoán ra chưa nào? Thật ra thì những thông tin liên quan đến việc đeo khẩu trang như thế nào là đúng cách đã được Bộ Y tế nhắn tin cho chúng ta mỗi ngày và ở trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã nói rất nhiều rồi đúng không nào? Và đáp án đó chính là câu A. Theo các chuyên gia, đeo khẩu trang không thể phòng tránh dịch 100% nhưng là biện pháp cơ bản và đơn giản cũng như là dễ thực hiện nhất để tránh virus corona. Tuy nhiên, đeo khẩu trang sai cách có thể sẽ làm tăng khả năng gây bệnh. Một số loại khẩu trang thậm chí còn gây hại cho đường hô hấp, chẳng hạn như những loại khẩu trang bằng vải có thể hấp thụ độ ẩm và tạo điều kiện thuận lợi để vi khuẩn hay là virus phát triển. Bên cạnh đó, đặt tay lên khẩu trang hay là kéo khẩu trang xuống cằm, khẩu trang không che kín mũi là một số lưu ý chúng ta cần tránh. Đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi nhưng cũng cần đeo đúng cách nhé. Câu số 2, rửa tay như thế nào là đúng cách? A. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. B. Chỉ cần rửa tay bằng nước sạch là đủ. Bên cạnh khẩu trang thì việc chúng ta rửa tay thật sạch sẽ mỗi khi ra ngoài hay là vừa mới tiếp xúc với người bệnh là một điều vô cùng cần thiết. Và đáp án chính xác ở đây đó là câu A. Ngoài việc đeo khẩu trang thì mọi người cần phải tuân thủ các biện pháp an toàn khác như là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây các bạn nha. Mang theo các loại dung dịch rửa tay khô, nước sát khuẩn để sử dụng thường xuyên. Ngoài ra thì mọi người nên hạn chế sử dụng các đồ dùng công cộng nhé. Và câu số 3 thế nào? Có nên dụi tay lên mắt, mũi và miệng? Có hay là không nên? Có hay là không nên ta? Câu này cũng là một câu rất dễ rồi đúng không nào? Và đáp án đó là câu B, không nên chút nào. Vì virus corona lây nhanh qua đường giọt bắn, chính vì thế các chuyên gia khuyến cáo người dân tránh tối đa việc dụi tay lên mắt, mũi hoặc là miệng. Câu số 4 nha. Khi người bên cạnh có dấu hiệu bị bệnh thì chúng ta nên làm gì? A. Chúng ta nên tránh tiếp xúc với người bệnh. Hay là B. Chúng ta chỉ nên hạn chế tiếp xúc với người bệnh mà thôi, khi cần thì vẫn có thể tiếp xúc với người đó như bình thường. Việc tiếp xúc với người bệnh là một trong những điều mà chúng ta thật sự cần phải lưu ý trong thời gian này, bởi vì lỡ không chừng chúng ta lại có thể bị truyền nhiễm virus corona thì sao? Và đáp án ở đây đó là câu A. Corona là bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu và lây truyền từ người sang người, nên người dân cần cách ly tối đa với người bệnh để bảo vệ sức khỏe cho chính mình nhé. Câu hỏi số 5. Cần phải làm gì để tăng sức đề kháng cho cơ thể? A. Uống nhiều kháng sinh hay B. Bổ sung vitamin C. Kháng sinh hay là vitamin C? Thực ra hai loại này đều rất là tốt cho cơ thể, nhưng mà chúng ta phải sử dụng thật là đúng lúc, đúng chức năng và đúng liều lượng. Như vậy, đối với bệnh virus corona muốn phòng chống thì tốt nhất chúng ta nên bổ sung vitamin C. Vitamin C là chất chống lại bệnh cúm hiệu quả, có thể rút ngắn thời gian cơ thể nhiễm lạnh và ngăn ngừa bệnh tật. Cam, bưởi, kiwi hay là trái quýt là những loại trái cây có chứa hàm lượng vitamin C cao, góp phần cải thiện hệ miễn dịch. Vì vậy, các chuyên gia khuyên người dân nên thường xuyên uống nước ép hay là uống viên vitamin C để tăng cường sức đề kháng trong mùa dịch. Trên đây là một số lưu ý các bạn nên nhớ để bảo vệ sức khỏe cho mình trong mùa đại dịch khi ra đường. Không nên chủ quan giữa thời điểm dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp như thế này các bạn nhé.